xuyên đêm giải cứu hai du khách kiệt sức bị mắc kẹt trên núi ở Nha Trang. Trong lúc khám phá núi Cô Tiên ở Nha Trang, Khánh Hòa, hai du khách thành phố Hồ Chí Minh bị kiệt sức, được cảnh sát tiếp cận, đưa xuống núi. Chiều 21 tháng 1, phòng cảnh sát thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã tiếp cận, đưa hai du khách bị kẹt trên núi Cô Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang xuống núi an toàn. Hai du khách nam ở thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang du lịch trước đó. Hôm qua 20 tháng 1, họ leo núi Cô Tiên để khám phá. Đến tối, trên đường trở về thành phố, khi leo xuống tới triền chân núi thì cả hai bị kiệt sức không thể đi tiếp. Sau khi nhận được thông báo, phòng cảnh sát liền huy động các cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng tới hiện trường cứu người. Lúc này trời tối, địa hình hiểm trở và dốc cao khiến đội cứu nạn gặp khó khăn. Đến rạng sáng 21 tháng 1, cả hai du khách được đưa xuống núi, trở về trung tâm thành phố. Núi Cô Tiên nằm ở Nha Trang, cao chừng 400 mét với ba đỉnh liền kề nhau, tựa như dáng phụ nữ xõa tóc và ngẩng mặt lên trời. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn được toàn cảnh thành phố, là điểm lý tưởng thu hút du khách khắp nơi đến leo núi, cắm trại.